Mình muốn chơi với khủng long bọ rúa. Chúng ta cùng đi tìm nó nhé. Được rồi. Hãy ném một tảng đá vào khủng long bọ rúa và xem hàm răng của nó chắc khỏe như thế nào. Làm tốt lắm, tiếp tục nào. Khủng long bạo chúa thật tuyệt vời. Nó thậm chí có thể nghiền nát một hòn đá lớn như vậy. Hãy xem bạn hiểu biết bao nhiêu về khủng long. Hãy trả lời cùng nhau. Khủng long bạo chúa có gì đặc biệt? Bạn đúng rồi, thật đáng kinh ngạc. Hãy khôi phục hình dáng của khủng long bạo chúa. Đầu, thân, đuôi, vuốt. Khủng long bạo chúa ăn gì? Bạn đúng rồi, thật đáng kinh ngạc. Bạn đúng là một chuyên gia khủng long, cảm ơn bạn nhé. Bạn có thể trực tiếp đi đến khủng long mình muốn từ ảnh gia đình. Hãy đi giúp giáp long. Hãy cùng khám phá nào. Đội cứu hộ gấu trúc nhỏ, hãy khởi hành ngay. Ui da, giúp tôi với. Giáp Long ơi, bạn có ổn không? Bây giờ tôi không thể trở mình, bạn có thể giúp tôi không? Không vấn đề gì, mình sẽ giúp bạn ngay bây giờ. Giáp Long ơi, hãy cắn sợi dây này, mình sẽ kéo bạn lên ngay. Được thôi, tôi sẽ nắm thật chặt. Cắn mạnh đi, ông Giáp Long. Thật tuyệt, bằng cách này, Giáp Long có thể di chuyển được. À, bọn thằn lằn săn mồi tốc độ lại xuất hiện. Ông Giáp Long vẫn còn yếu, chúng ta phải bảo vệ nó. Giáp Long có một chiếc vỏ cứng và một chiếc búa ở đuôi rất khỏe. Biến thành Giáp Long máy để bảo vệ nó. Đồng hồ phép thuật kích hoạt thiết bị biến hình. Giáp toàn thân, búa đuôi mạnh mẽ, giáp đầu cứng, đuổi trưởng Kiki siêu biến hình, giáp cờ. Tấn công, giáp bảo vệ, phản công.
tấn công, búa đuôi, tấn công liên tục. Tấn công, giáp bảo vệ, phản công. Hay quá, giáp long máy thật tuyệt vời. Nó đã đánh đuổi hết những con thằn lằn săn mồi tốc độ đi. Giáp long trông rất ốm yếu. Tôi hơi chóng mặt. Đừng lo, hãy để mình kiểm tra cơ thể nhé. Đồng hồ phép thuật kích hoạt thiết bị khám. Long hít nhiều bụi và làm tắc hốc mũi. Hãy cùng làm sạch hốc mũi giáp long nhé. Bắt đầu điều trị. Giáp đầu của giáp long rất dày. Khi trời nóng, nó cần điều hòa nhiệt độ bên trong giáp đầu thông qua hốc mũi và sẽ không tốt nếu tắc hốc mũi. Điều trị xong. Cảm ơn đã cứu tôi. Chúng mình đã xây dựng một thiên đường khủng long. Khi nào rảnh thì bạn đến chơi cùng chúng mình nhé. Thật tuyệt. Hãy đưa tôi đi cùng bạn. Chúng ta có khủng long mới. Hãy đi tìm một số loại khác. Đây là một cuốn sổ tay minh họa vừa được quét. Khi Khi và Miu Miu, mình đã có một khám phá tuyệt vời. Hãy đến phòng thí nghiệm của mình ngay. Được rồi, chúng mình sẽ đến ngay. Chào mừng đến với phòng thí nghiệm của mình. Mình đã phát hiện ra một số hóa thạch khủng long. Ồ, một hóa thạch khủng long. Nó sẽ trông giống gì nhỉ? Thật phấn khích, hãy cùng nhau ghép các hóa thạch. Đây là những hóa thạch tôi ghép lại với nhau. Bạn có thể giúp mình ghép các hóa thạch còn lại không? Xong rồi, hãy hồi sinh chú khủng long này. Brachiosaurus. Khủng long ăn cỏ. Tuyệt vời! Khủng long đã được hồi sinh thành công. Hôm sau, tôi sẽ đưa những chú khủng long đến thiên đường khủng long. Khủng long mới, hãy đi tìm một số loại khác. Đây là một cuốn sổ tay minh họa vừa được quét. Rất nhiều loài khủng long đang gửi cho chúng ta những tín hiệu cầu cứu. Hãy đi giúp chúng. Có đủ đá quý để làm sạch khu vực. Năng lượng của đá quý được thu thập, robot xây dựng. Chúng mình hãy bắt đầu làm việc thôi. Việc mở rộng thiên đường khủng long đã hoàn thành. Những chú khủng long này chỉ có thể trở thành bạn bè trên hành tinh khủng long. Chúng sẽ không bao giờ gặp nhau trên trái đất bởi vì chúng tồn tại trong các thời kỳ khác nhau. Chúng mình không có đủ ngọc năng lượng, hãy thu thập thêm một số nữa. Có một cuộc gọi đến.
Ôi không, đã xảy ra lỗi trong cơ sở dữ liệu khủng long, chúng mình đã mất một số dữ liệu. Ôi không, dữ liệu khủng long quý giá. Bạn có thể giúp mình khôi phục cơ sở dữ liệu khủng long được không? Không vấn đề gì, bạn có thể tin tưởng chúng mình. Đuôi của thằn lằn mái nhà trông như thế nào? Không đúng rồi, thử nghĩ lại xem. Bạn đúng rồi, thật đáng kinh ngạc. Hãy khôi phục lại hình dạng của thằn lằn bay không gian. Đầu, cánh, thân, cánh. Hãy khôi phục hình dáng của thằn lằn mái nhà. Đầu, thân, đuôi, các tấm sau lưng. Khủng long hai màu ăn gì? Bạn đúng rồi, thật đáng kinh ngạc. Thằn lằn bay không gian ăn gì? Bạn đúng rồi, thật đáng kinh ngạc. Bạn đúng là một chuyên gia khủng long, cảm ơn bạn nhé.